cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị bình luận thông tin những va chạm mới đây giữa tàu Trung Quốc và tàu tiếp tế của Philippines ở bãi Cỏ Mây, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Đức Thắng cho biết Việt Nam rất quan ngại về những căng thẳng gần đây ở Biển Đông. Việt Nam kêu gọi các bên liên quan hết sức kiềm chế, thực hiện nghiêm túc tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC, giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông. Mọi yêu sách và hoạt động ở Biển Đông phải phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, hay có tên viết tắt là UNCLOS, tôn trọng chủ quyền, quyền tài phán của các quốc gia được xác lập phù hợp với UNCLOS, không có hành động làm phức tạp tình hình, gia tăng căng thẳng, bảo đảm tự do hàng hải và hàng không, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực. Liên quan đến một số hoạt động của Trung Quốc và Philippines ở khu vực Sandike, quần đảo Trường Sa, Phó phát ngôn Nguyễn Đức Thắng nhấn mạnh, như đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, phù hợp luật pháp quốc tế cũng như chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển được xác lập phù hợp với Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Việc các bên liên quan cho người lên thực thể thuộc chủ quyền của Việt Nam mà không được sự cho phép của Việt Nam là hành vi xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, làm phức tạp thêm tình hình, đi ngược lại tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC cũng như nỗ lực của các nước trong việc đàm phán bộ quy tắc COC ở Biển Đông hiện nay. Việt Nam yêu cầu các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, không có các hành động làm phức tạp tình hình, tuân thủ luật pháp quốc tế, nghiêm túc thực hiện DOC, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông. Đồng thời, Việt Nam cũng cam kết sẵn sàng cùng các bên liên quan giải quyết các tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông, trong đó có quần đảo Trường Sa, bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, Phó phát ngôn nói.